bọn mình có nhạc cụ đâu, có mỗi Hồng à. Bóng thì tớ có, chứ nhạc cụ tớ chẳng có đâu. Này, tớ có cách đấy, chắc chắn bọn mình sẽ có một buổi biểu diễn thật là hay cho mà xem. Các cậu nhớ chiều mai nhá, ở sân chơi công viên gần trường mình ý, nhớ nhá. Đến xem siêu ban nhạc của chúng tớ nhé. Uầy, các cậu biểu diễn có cả đàn với trống cơ à? Hay thế. Hả? Đàn bằng bìa cắt tông à? Buổi biểu diễn xin được phép bắt đầu. Lớp chung mình rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Thôi về đi các cậu, chán không? Thế mà các cậu ấy bảo chơi đàn hay lắm. Tớ run quá. Bây giờ chúng mình cần một người vừa hát thật hay vừa không bị run trên sân khấu cơ. Như thế thì tất cả đều sẽ không bị loạn xạ nữa. Đúng đấy, nhưng biết tìm ở đâu bây giờ? Không dễ đâu. Ê các cậu ơi, chúng mình vẫn còn khán giả này. Chào cậu, tớ tên là Hồng Hà. Còn cậu tên là gì vậy? Tớ tên là Na. Cảm ơn Na nhé. Cảm ơn cậu vì đã ở lại nghe chúng tớ hát đến cuối cùng. Tớ thấy các cậu biểu diễn rất tuyệt cơ mà. Sao lại dừng lại giữa chừng như thế? Hi, bọn tớ vẫn còn phải tập luyện nhiều nữa. Mọi người chán quá bỏ hết về mất rồi. Vậy là các cậu sẽ không biểu diễn nữa à? Tạm thời chắc là như thế. Chẳng thấy có hy vọng gì cả. Về thôi các cậu ơi. Về mau thôi, tôi đói quá rồi. Na ơi về thôi. Nhà cậu có gần đây không? Để bọn tớ đưa cậu về nhá. Không cần đâu, cảm ơn các cậu. Tớ đã có buôn dẫn đường cho tớ rồi. Cảm ơn các cậu nhá. Tôi từng mong để trôi thật nhanh, để cho lòng tôi nhẹ với sầu đau. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, một phiền dâng lối. Anh các cậu ơi, mèo sắp mổ lại mải chơi quay không về cùng rồi, quay lại tìm tôi đã. Không là tôi từng mong tôi giống bao người, để sống thành thời. Sống như tôi. Wow, khổ hay quá. Các cậu chưa về à? Tớ phải về đây. Tạm biệt các cậu nhé. Khoan đã, cậu đừng đi. Cậu có muốn tham gia vào cùng ban nhạc của bọn tớ không hả Na? Tớ á? Nhưng mà tớ đâu có bình thường giống như các cậu đâu. Sao lại không bình thường chứ? Cậu đâu có khác gì chúng tớ. Mà nhá, giọng hát của cậu hay hơn cả bọn tớ cộng lại đấy. Hãy vào ban nhạc của bọn tớ nhá. Hay quá. Vậy thì ngày mai bọn mình ra đây để tập luyện nhé các cậu. Nếu cậu đến xem, tớ sẽ cho cậu mượn cả bộ truyện đến hết tuần luôn. Cho cậu mấy viên bi này, nhất định phải đến xem bọn tớ nhé. Rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Lớp chúng mình rất vui, như keo sơn anh em một nhà. Đầy tình thân, quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới. Quyết kết đoàn, giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan. Tôi từng mong để trôi thật nhanh, để cho lòng tôi nhẹ với sầu đau.
ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, một phiền dâng lối khắp nơi. Sao ơi, chúng mình làm được rồi.